Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu về những lời dạy của Tổ Thật Hiền Đại Sư về khuyến phát Bồ Đề Tâm. Thì hôm qua chúng ta đang học cái duyên thứ năm, đó là cái duyên về chúng sinh, nhớ ân chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề. Thì hôm qua chúng ta đang học cái duyên thứ năm, chúng ta thấy Tổ nói là tất cả các loại bò bay, máy chạy đều có thể, chúng ta nhớ nhé, đều có thể thôi chứ không phải là tất cả, đều có thể là ông bà cha mẹ vợ con anh em thân bằng quyến thuộc của ta. Và trong đó Tổ nói rằng những chuyện mắt thấy tai nghe, những chuyện được ghi chép lại ở trong kinh Luật Luận của nhà Phật chúng ta, có những câu chuyện do đích thân Đức Thế Tôn tuyên thuyết nói ra, có những câu chuyện do chính các hàng Đại Thánh Tăng chứng quả A-la-hán nói ra, có những câu chuyện do các hàng Bồ-Tát đã chứng đầy đủ các pháp thần thông nói ra. Cho nên phàm phu chúng ta nghe những câu chuyện ấy, rất nhiều người không tin, khó tin, cho rằng đó là những chuyện hoang đường của Phật giáo, những câu chuyện gọi là, nói nôm na là tự bịa ra mà thôi, vân vân. Xin thưa các quý vị, đặc biệt ở thế kỷ 21 này, giai đoạn mà mạng xã hội truyền thông phát triển như vũ bão, ai ai cũng có thể, chỉ cần có cái điện thoại di động màn hình cảm ứng và có mạng thôi, đều có thể làm truyền thông. Còn truyền thông như thế nào, phát ngôn ra sao, thì nó lại là một vấn đề khác. Từ thành thị cho đến nông thôn, từ đồng bằng Trung Du Bắc Bộ cho đến vùng biên cương của Tổ quốc và hải đảo xa xôi, đều có thể làm truyền thông. Vì mạng xã hội sóng Việt theo, sóng Vina, Mobifone vân vân ở Việt Nam bây giờ gần như phổ kín cả nước. Chỉ đến cả những nơi mà vùng núi hẻo lánh cũng có mạng. Mà cứ có mạng gọi là có điện thoại, màn hình cảm ứng, đăng ký mạng là có thể làm truyền thông được mọi lúc, mọi nơi. Cho nên chưa bao giờ thấy thế giới cũng như là đất nước chúng ta đem áp dụng cái công nghệ thông tin vào cuộc sống hàng ngày nó được phong phú như bây giờ.
vì nó quá phong phú cho nên lợi cũng có mà hại cũng có. Lợi có nhiều nhưng hại cũng chẳng phải là ít. Cho nên chúng ta bây giờ thời mạt pháp mà nhiễu nhương như thế này, tâm chúng sinh thì thích là đấu tránh. Cho nên chúng ta xem cái gì, nghe cái gì, đọc cái gì đều phải có trí tuệ và đều phải biết chọn lọc. Những cái hay, cái tốt thì lưu lại trong tâm, mình chưa làm được thì ráng để làm theo. Những cái xấu, cái dở thì thấy thì liền buông nó đi, bỏ đi. Mình nếu còn xấu còn dở thì cũng dần dần phải tiêu trừ, diệt bỏ nó đi. Thì đấy mới gọi là người tu. Cho nên xin thưa các quý vị, bây giờ lên giảng ở trên tòa pháp, có khi giảng đúng với lời Phật dạy ở trong kinh, lời tổ giảng ở trong luận, nhưng lại gây ra rất nhiều những cái bàn luận trái chiều. Vì trên mạng xã hội thì có rất nhiều tầng lớp, rất nhiều nhận thức, rất nhiều con người, rất nhiều nhận thức khác nhau. À, mỗi người một cái nhận thức khác nhau, mỗi người một quan điểm tư tưởng khác nhau. Cho nên lôi ra để mổ xẻ, để tranh luận thì làm rùng beng hết cả lên. À, chính vì vậy mà hôm qua Thầy nói là hôm nay sẽ đem một số những câu chuyện minh chứng về cái vấn đề luân hồi tái sinh để kể cho đại chúng chúng ta nghe. Những câu chuyện như thế ngày xưa chúng tôi đi học, học và đọc qua rất nhiều. Giảng đến cả tháng cũng không hết, kể đến cả tháng cũng không hết được. Nhưng bây giờ nếu mà tự chúng tôi kể thì e rằng sẽ tạo thêm một cái làn sóng bảo là cái ông sư ở chùa Khai Nguyên đi nói dốc, đi nói phép. Ông ấy tu chứng cái gì chưa? Ông ấy đắc cái gì chưa? Ông ấy có thần thông không? Có thiên nhãn không? Có chút thần thông nào không mà ông ấy nói cứ như là thật? Vân vân, vân vân. Rồi lại có khi lại tạo ra cái khẩu nghiệp cho số đông. Cho nên những câu chuyện về luân hồi để minh chứng cho cái lời dạy của tổ giảng ở trong cái quyển Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn này. Qua cái câu chuyện của liên quan đến Ngài Chí Công Hòa Thượng cũng như là Vua Lương Vũ Đế, Thầy đọc ở trong ấy luôn. Để có ai có nói gì về sách nhé. Nói có sách, mách có chứng chứ không phải là Thầy Thịnh nói. Mặc dù ngày những câu chuyện như cái này nằm lòng rồi. Ngày xưa là có khi đọc đi đọc lại đến vài lần. Vì đọc sách, những câu chuyện như thế này rất nhiều cái bộ luận ở trong Phật giáo thường trích dẫn. Thì những câu chuyện này được ghi thành sử sách ở trong Phật giáo Trung Hoa. Và được đưa vào cả trong cái tục tạng kinh để làm minh chứng. Đấy, được đưa vào cả trong tục tạng kinh để làm câu chuyện minh chứng. Những câu chuyện này thì kể về cái tội phỉ báng Phật Pháp và những câu chuyện ly kỳ của Phật giáo. Thầy, sở dĩ Thầy nói là phải Thầy đọc. Thầy đọc chứ không phải là Thầy giảng, mà đây là Thầy đọc. Hay cũng không phải là Thầy kể, mà đây là Thầy đọc nguyên văn ở trong sách vở các bộ luận của Phật giáo, được các cư sĩ, các tín đồ Phật tử, những người yêu mến Phật Pháp dịch ra và đăng lên trên các trang mạng xã hội để cho những người Phật tử có duyên, có niềm tin với Phật Pháp, được nghe, được biết và
có thể là từ đó phát khởi niềm tin, tin vào nhân quả, tin sâu vào tội phúc, để đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành lãnh giữ, tu tâm sửa tính làm sao cho mỗi ngày mình một tốt hơn, một thiện hơn, vân vân. Qua câu chuyện này thì có thể đến những đoạn nào mà thầy có thể thầy giải thích thêm một chút thì thầy sẽ giải thích để cho chúng ta hiểu nó rõ hơn. Câu chuyện những câu chuyện này gọi là những câu chuyện là câu chuyện ly kỳ về nhân quả ba đời của Lương Vũ Đế. Chúng ta biết Lương Vũ Đế là một vị vua rất nổi tiếng của Trung Quốc. Ở vào thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên. Và Lương Vũ Đế ở Trung Quốc được gọi là một vị vua rất là gì? Hiền từ, nhân hậu, đức độ, yêu nước, thương dân, mến mộ Phật Pháp, tin sùng Phật Pháp. Thậm chí là về cuối đời Lương Vũ Đế còn ăn chay trường, giao lại tất cả các việc triều chính cho hoàng tử và ăn chay tu tập. Một số các đại thần khuyên rằng nếu mà vua mà như thế, hoàng tử thì còn trẻ, chưa được có kinh nghiệm điều hành quốc gia vân vân ABC, nếu mà vua hoàng thượng mà giao quốc gia cho hoàng tử sớm như vậy e rằng sẽ mất nước. Nhưng Lương Vũ Đế vì tin sùng ở Phật Pháp, tu tập cũng đã lâu, cho nên biết được cái sự luân hồi, được rồi lại mất, mất rồi lại được, được lại mất ở trong cuộc sống nhân sinh này. Cho nên quyết buông bỏ, mặc dù đang làm vua, cũng buông bỏ tất cả để tu hành và mong chỉ mong cầu đạo giải thoát thôi, chứ không mong cầu được làm vua trở lại nữa. Cho nên ông buông hết và phát nguyện là giao hết cái việc triều chính đất nước lại cho hoàng tử và cho thái tử, và ông tu hành, chuyên tâm tu hành. Mà đến khi mà quả thật là mất nước mà đến cái lúc mà cái tướng giặc đến để đánh đổ triều đình và đem nhốt hoàng đế, nhốt Lương Vũ Đế, bỏ Vũ Đế thì đói bao nhiêu ngày và chết đói, nó đều có nhân duyên hết. Qua câu chuyện thì nữa thầy kể chúng ta đọc, thầy gọi là thầy đọc lại chúng ta nghe. Lương Vũ Đế ở Trung Quốc là một vị vua nhân đức, hiền từ, vân vân. Nhưng năm 544, chính vua Lương Vũ Đế đem mấy chục vạn quân đi tàn sát nhân dân Đại Việt của chúng ta. Và chúng ta biết chính là vị vua Tiền Lý, gọi là vua Tiền Lý, tức là gì? Lý Bôn, Lý Bí đó, mở cuộc khởi nghĩa và thắng giặc quân Lương Đô Hộ chúng ta trước đó, thành lập ra đất nước Vạn Xuân, xây dựng kinh đô ở chính là ở trong khu vực nội thành Hà Nội chúng ta bây giờ, Thăng Long bây giờ. Và song song với xây dựng kinh đô, vua Lý Bí cũng cho xây dựng một ngôi chùa đầu tiên ở mảnh đất Kinh Kỳ. Và ngôi chùa đó chính là ngôi chùa Khai Quốc. Tiền thân của chùa Trấn Quốc ở tại Tây Hồ Hà Nội chúng ta ngày nay. Chùa Khai Quốc ngày xưa là ở ngoài, bên ngoài sông Hồng. Nhưng năm 1600 bao nhiêu đó, thì 660 mấy hay là hai mấy gì đó, tôi không nhớ cái mốc đó, nhưng khoảng 1600 bao nhiêu đó, thì một trận đại hồng thủy, có thể nó còn lớn hơn cái trận đại hồng thủy vừa qua ở các tỉnh phía Bắc chúng ta. Cho nên là mấy cái chùa ở trên ven đê sông Hồng còn bị trôi hết cơ mà, trôi sạch. Thế đến năm đấy, cái năm mà trôi chùa Khai Quốc đấy, thì nhân dân ở làng Yên Phụ trong đê và ngoài đê mới bắt đầu chuyển cái xây dựng lại cái chùa Khai Quốc và cái chùa Trấn Quốc bây giờ.
Và từ đó đổi cái chữ tên chùa là Khai Quốc thành gì? Thành chùa Trấn Quốc từ đó. Đấy, cũng nói thêm như vậy, các chúng ta biết rằng ở Trung Quốc Lương Vũ Đế là vị vua rất hiền từ, nhân hậu đức độ. Nhưng hai lần, một lần thì vì ông đô hộ dân tộc Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, cho nên Lý Bôn Lý Bí mới khởi nghĩa và đánh tan quân giặc nhà Lương, thành lập lên đất nước Vạn Xuân. Nhưng sang ngay sau đó mấy năm thôi thì Lương Vũ Đế liền sai đại tướng quân Trần Bá Tiên đem quân mấy chục vạn quân sang truy sát và tàn sát và đánh tan triều đình non trẻ của Lý Bôn Lý Bí. Và chúng ta biết qua đó chúng ta thấy có bắt đầu từ chỗ đó thì nó mới có câu chuyện là Đầm Dại Trạch, của trận chiến Đầm Dại Trạch của Triệu Quang Phục ở Hưng Yên. Đây có Phật tử nào Hưng Yên không, giơ tay xem nào. Đầm Dại Trạch ở đâu, ở đất Hưng Yên bây giờ nhỉ? Thuộc huyện nào Hưng Yên? Huyện nào? Khoái Châu à? Nay thuộc Khoái Châu Hưng Yên à? Thầy cũng bây giờ, ngày trước thì học lịch sử thì biết là Đầm Dại Trạch thuộc đất Hưng Yên bây giờ thôi, chứ còn bây giờ nó thuộc huyện nào thay đổi luôn luôn, không nhớ. Khoái Châu đúng không? Thế được. Đấy thì ngày xưa thì hơn 1.000 năm trước thì nơi đó nó là rừng lau sậy các quý vị. Nó là rừng lau sậy. Cho nên quân Lương khi mà Triệu Quang Phục là một trong hai vị đại tướng quân của Lý Bí. Hai vị đại tướng quân rất là nổi tiếng. Đó là đại tướng Phạm Tu và Triệu Quang Phục. Hai vị đại tướng quân này giỏi lắm. Rất là giỏi. Văn võ toàn tài, giúp cho cuộc khởi nghĩa của Lý Bí thành công. Nhưng vừa thành lập đất nước Vạn Xuân được một năm hơn năm thì Lương Vũ Đế sai mấy chục vạn quân sang tàn sát vua tôi, quân đội và nhân dân Việt Nam chúng ta lúc bây giờ. Cho nên là quân giặc mạnh quá, đông quá, thế như trẻ tre. Chúng ta cho dù có yêu nước, có dũng mãnh đến đâu, một làm sao địch được 30. Chúng ta có 10 vạn quân, họ có 30 vạn quân. Một người địch 30 người chống làm sao được. Đất nước chúng ta thì mới giải phóng xong, thành trì chưa được xây dựng kiên cố. Cho nên vua tôi Lý Bí liền phải vừa đánh vừa rút quân lên mạn Thanh Thủy Phú Thọ và mạn Hòa Bình và bây giờ. Ở đây có ai Thanh Thủy Phú Thọ không? Có, giơ tay cho nào. Ở đây có mấy cụ mấy người đây. Thanh Thủy Phú Thọ là đất cũng rất anh hùng nha. Được Lý Bôn Lý Bí, được Lý Bí và Phạm Tu Triệu Quang Phục, cũng là vua tôi nhà Lý là ẩn ở đó mấy tháng để chống giặc. Nhưng thế giặc mạnh quá. Một hôm ấy trời mưa to gió lớn, vua tôi nhà Lý cũng chủ quan nghĩ rằng trời mưa như thế này thì quân địch chắc không thể tấn công được. Nhưng không ngờ là Trần Bá Tiên là một vị tướng tài lão luyện của nhà Lương. Cho nên hôm trời mưa như thế liền khao ba quân tướng sĩ của mình, và Trần Bá Tiên nói với ba quân tướng sĩ mình rằng: hỡi ba quân tướng sĩ, chúng ta được ăn bổng lộc của vua, vợ con gia đình chúng ta ở nhà đều đang ăn bổng lộc của vua. Vua ủy thác, bệ hạ ủy thác cho chúng ta đi dẹp loạn phương Nam. Nay một, nếu thắng thì tất cả chúng ta được khải hoàn trở về với bố mẹ vợ con người thân ở nhà. Còn nếu mà thua, tất cả đều làm mồi cho thú dữ, cho cua cá ở dưới con sông
tức là sông sông Hồng các bạn thôi đấy, sông Hồng, sông gì đấy, mấy cái ngã ba cái sông Bạch Hạc, sông gì đấy, ngày xưa là đi đánh hay đánh đường đường thủy, đường bộ đường thủy kết hợp với nhau. Cho nên nói với ba quân tướng sĩ như vậy và khao ba quân tướng sĩ ăn uống no nê, bảo đúng qua nửa đêm hôm đó lúc trời mưa to, liền là đem quân đánh úp. Vô tôi nhà Lý nghĩ rằng trời mưa to thì quân giặc lương thì mấy tháng đã chinh chiến nhau rồi, giằng co nhau thế trận đấy rồi. Thế thì mấy tháng đây, đương nhiên chúng ta cứ nghĩ là 1-2-3 ngày mất ngủ chúng ta còn thấy người nó phờ phạc ra, huống chi là mấy tháng. À, vừa thay nhau ngủ vừa thay nhau đánh giặc. Cho nên là quân vua tôi cũng đều mệt nhọc, hôm đấy trời mưa to với Lý Bí mới hạ lệnh cho ba quân tướng sĩ của mình rằng thôi cho mọi người tạm nghỉ ngơi một chút, mưa to thế này chắc giặc không dám tiến quân. Nhưng không ngờ Trần Bá Tiên lại tính cái nước cao hơn, trời mưa to mới là gì, mới cái lúc mà bên kia trận tuyến là lơ lỏng phòng bị. Cho nên ông ấy lấy lòng ba quân tướng sĩ để nói rằng đấy, tất cả người thân chúng ta ở nhà ăn bổng lộc của vua, chúng ta đang ăn được bổng lộc của vua, được vua giao phó cho đi dẹp loạn ở phương Nam. Thì ngày xưa họ cho là đất nước chúng ta chỉ là một quận của họ thôi. Cho nên Lý Bí nổi lên để đòi hòa bình độc lập bờ cõi của cha ông ta, các đời vua Hùng trước đây, An Dương Vương trước đây thì họ cho là gì, phản loạn. Đấy. Cho nên họ coi chúng ta như là man di mọi dợ và gọi là quân giặc nổi loạn đó. Đấy. Chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là Trần Bá Tiên lấy được lòng quân, tướng quân. Vì vậy mà đêm hôm đó là quân giặc ào ào đội mưa xông vào, dầm mưa xông vào. Quân ta thì do là nghĩ rằng trời mưa, giặc sẽ không tấn công cho nên thay nhau chỉ cho một ít số quân canh phòng thôi, còn lại đi nghỉ ngơi hết. Đang cái lúc nghỉ ngơi nó đánh vào thì chịu chả làm gì được. Cho nên quân ta thua to đại bại. Và Lý Bí bị thương rất là nặng, phải vào trong cái hang động, gọi là hang động Khuất Lão hay động gì đó. Cái động đó thì ở trên giữa Thanh Thủy và Hòa Bình bây giờ. Đây là trong lịch sử nói thế, thầy cũng chưa tìm được cái động đó. Bao giờ có dịp chắc phải đến xem cái động đó. Cụ ngày xưa cụ ở đó cùng với một số các binh lính thân tín của mình ở đó để dưỡng bệnh. Nhưng mà cuối cùng thì cụ vẫn mất. Cụ mất. Còn hai đám quân của cụ, một đám thì chia ra cho con trai là Lý Phật Tử, còn một đám thì giao cho Triệu Quang Phục. Thì Triệu Quang Phục thì đi xuống, tất cả đều đi theo cái đường đường mình gọi là cái đường Kim Bôi, đi xuống đi theo đường Kim Bôi mà hoặc dọc cái đường Xuân Mai, quốc lộ 21A bây giờ đó, phải cái đường ở trong Kim Bôi. Đường của Lý Phật Tử đi theo đường Kim Bôi và đi chạy sang Lào, Campuchia, Lào ở Campuchia. Còn Triệu Quang Phục thì đi theo men theo cái đường 21A mình giới thiệu là đường Xuân Mai đó, chợ Bến đó. Đi đường đó và xuống vòng ra cái đất Hưng Yên và vào cái đầm Dạ Chạch và coi cái đầm Dạ Chạch là cái nơi phòng thủ của mình. Quân của nhà Lương nghĩ rằng trong đầm Dạ Chạch đó chẳng có cái gì để ăn cả. Và chắc chắn là cứ đem quân vây ở ngoài thôi. Vào thì không dám vào vì cái sình lầy, đầm là sình lầy. Mà quân ta thì cứ đánh du kích thôi. Họ vào là bị chết cho nên là không dám vào. Cho nên nó đóng quân ở ngoài năm cơ mà, 2 năm, 3 năm cơ mà các quý vị. Mà đấy, nó nghĩ rằng quân của Triệu Quang Phục ở trong kia thì không có gì ăn rồi cũng sẽ tự tan, tự chết hoặc ra đầu hàng. Nhưng không ngờ rằng Triệu Quang Phục là một vị tướng vừa tài giỏi và đánh giặc lại vừa gì? Tài giỏi về chỉ đạo nhân dân làm kinh tế phát triển nông nghiệp nữa. Cho nên khi vào là chạy mang lúa giống, thóc giống các thứ vào trong. Thế là từ một ít đó, thế là tự cày cấy lên, tự cứ thế ở trong đầm Dạ Chạch đấy, tự cày cấy lên mà ăn thôi. Hàng ngày thì cứ tối tối lại thỉnh thoảng lại đi vào đánh du kích
cướp cái trại của giặc và cướp quân lương của giặc. Thế là đủ sống mấy năm. Khi ở bên triều đình nhà Lương, vị đại tướng quân đứng lên cướp ngôi nhà Lương, thì lúc đó là đất nước Trung Quốc ở bên đó cũng nhà Lương đang bị loạn lạc. Nó đang bị loạn lạc, cho nên lợi dụng cái thời cơ đó, Triệu Quang Phục mới bắt đầu là đem quân quét sạch quân Lương. Đó, từ Đầm Dậy Trạch ra quét sạch quân Lương. Khi thắng giặc rồi thì lên làm xưng vương. Xưng vương thì bây giờ con của Lý Bí ở bên Lào, bên Campuchia đó, thì lại đem quân về thì đòi công của cha mình. Rồi Triệu Quang Phục là một vị địa viên đại tướng quân rất là trọng tình trọng nghĩa, nhớ cái ân của tiên đế trước đây, tức là Lý Bí đó. Như vì vậy mà hai bên là xác định ở đây có đất Mê Linh nhau. Đất Mê Linh thì lúc đó lại về là Triệu Quang Phục cắt đất Mê Linh cho Lý Phật Tử. Còn Triệu Quang Phục thì ở trong kinh đô. Và hai bên là gả con trai con gái cho nhau, gọi là thông gia đó. Đấy. Thế Lý Phật Tử thì lòng tham vô đáy, không có tài bằng cha. Nhưng mà lòng tham thì lại không có điểm dừng, gọi là lòng tham vô đáy. Cho nên cái hôm mà đi cưới, hôm đi đón dâu á, cũng chính là hôm gì giấu toàn bộ vũ khí vào trong đó và vào và đánh úp một trận, và Triệu Quang Phục không chết vì giặc mà chết vì gì, vì người thông gia của mình. Khổ thế chứ. Đấy, ở đây nói như thế chúng ta đừng có nghĩ là tất cả thông gia đều xấu nhá. Ở đây có ai có thông gia với nhau, đừng đừng bao giờ nghĩ là tất cả thông gia đều xấu. Mà đề phòng nhau nhá. Đấy, kể thêm như thế với chúng ta một chút để trước khi thầy nói về câu chuyện của những câu chuyện luân hồi tái sinh của Lương Vũ Đế. Đấy, thì mới nói là ở Trung Quốc thì coi Lương Vũ Đế, Phật giáo Trung Hoa thì coi Lương Vũ Đế là một vị vua rất hiền tài, nhân hậu, đức độ và yêu mến Phật Pháp, và coi Lương Vũ Đế như là một vị Bồ Tát. Nhưng đối với Đại Việt chúng ta, với Việt Nam chúng ta, Lương Vũ Đế sai vị tướng quân dẫn theo mấy chục vạn quân xuống tàn sát dân Việt chúng ta cũng không phải là ít. Cho nên xin thưa các quý vị, ở thế gian cho dù làm vua hay nói theo cái xã hội bây giờ làm tổng thống, làm thủ tướng, làm chủ tịch nước vân vân đi chăng nữa, người đứng đầu của một quốc gia, quyền lực thì quyền lực đấy, nhưng xin thưa các vị, một cái mệnh lệnh, một chủ trương mà đúng đắn, đem lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc, đất nước, chúng sinh thì công đức vô lượng. Nhưng một quyết định sai thì làm khuynh thành bại nước, làm cho dân chúng lầm than chết chóc vô số, thì tội lỗi cũng chất chồng. Cụ thể như chúng ta thấy ở thế giới ngay năm 2024 này thôi, ngay bây giờ thôi các quý vị, Ukraine là một trong những quốc gia đẹp nhất châu Âu. Chúng ta nhớ nhé. Theo rất nhiều những nhà nghiên cứu, những người họ đi du lịch, họ về họ nói là châu Âu đẹp nhất không phải là Pháp, cũng chẳng phải là Anh, cũng chẳng phải là Đức, chẳng phải là Italia, mà Ukraine mới là một quốc gia đẹp nhất châu Âu. Có những kiến trúc, những công trình văn hóa hơn nghìn năm tuổi. Có những phố xá 500 năm tuổi, 300 năm tuổi. Mà phố xá của châu Âu, chúng ta biết là họ, như nhiều quốc gia họ rất là đẹp. Nhưng mà họ nói rằng, họ bình xét là gì?
Ukraine mới là một quốc gia đẹp nhất châu Âu, đúng nghĩa của nó. Nhưng lòng tham con người vô đáy. Nếu mà lãnh đạo chính phủ của Ukraine từ năm 2012, 13, 14 cũng với nhân dân, một đất nước đẹp, thơ mộng như thế rồi, cơm không thiếu ăn nữa, áo không thiếu mặc nữa, đất nước thì đẹp, mỹ mãn rồi. Sống cuộc sống rất là hài hòa, thuần hậu, lương thiện với nhau. Nhưng lòng tham thì lại tham hơn. Cho nên một số những giới trẻ người Ukraine nghe cái lời kích động của một số các lãnh đạo cũng như cái chủ trương chính sách của khối EU, châu Âu đứng lên lật đổ chính quyền thân Nga, chính quyền trung lập và quyết là đi theo EU để được giàu hơn, theo khối châu EU để được giàu hơn. Cho nên lật đổ hai đời tổng thống trước đây và bầu lên một, đến đời thứ ba là gì? Để tổng thống thứ ba là bầu một lên một cái vị gọi là vua hài, chuyên đi diễn gì? Đóng hài, gọi là danh hài đó. Danh hài, một danh hài rất nổi tiếng, chuyên hay đóng phim hài, MC chương trình kiêm diễn viên hài rất nổi tiếng Ukraine, đứng lên tranh cử tổng thống và hứa hiêu hứa vượn với đất nước là sẽ đem đất nước phát triển sánh ngang với các cường quốc thế giới, như là Mỹ, như là Đức, như là Pháp, như là Anh. Giới trẻ của Ukraine nghe bùi tai quá. Và chúng ta biết khi ông ấy lên làm tổng thống, ông ấy đem phủi sạch những cái văn hóa của cha ông, những bậc tiền nhân có công với đất nước, những anh hùng có công, chính những người Ukraine luôn là những anh hùng được dân tộc ghi nhận trong cuộc, có công rất lớn trong cuộc kháng chiến chống Hitler ở đại chiến thế giới thứ hai, được xây dựng tượng đài. Ông cũng đem ông dập đổ hết. Rồi kể cả tượng của Lenin. Ông cũng cho đem ông dập đổ hết. Rồi tất cả những người nói tiếng Nga, ông cấm nói tiếng Nga. Vì đến một nửa dân số của Ukraine là gì? Là gốc Nga. Bắt bỏ hết tiếng mẹ đẻ từ lâu, để chỉ học tiếng Ukraine rồi. Và người nào nói tiếng Nga là bị coi như là gì? Thành phần thấp kém của xã hội. Nó mới tạo nên một cái sự phẫn nộ trong nhân dân. Rồi lại đòi đem đất nước của mình để sát nhập với khối NATO. Đương nhiên sát nhập với khối NATO thì các vị biết không? Đương nhiên là họ đem tên lửa Tomahawk, đem tên lửa siêu thanh, các loại tên lửa đến đặt ở sát biên giới Nga. Ai Nga để cho cái chuyện đó xảy ra? Cái đó làm chính trị không bao giờ người ta để cái chuyện đó xảy ra rồi. Đặc biệt là với Tổng thống Putin nữa, một vị, có thể nói một vị Tổng thống có thể là giỏi nhất thế giới bây giờ nữa. Chúng ta cứ nhìn vào xem. Một vị Tổng thống có thể là giỏi nhất thế giới bây giờ, chứ không thể nói là Tổng thống giỏi nhất nước Nga, mà giỏi nhất thế giới bây giờ. Qua cuộc kháng chiến mấy năm qua chúng ta thấy không chỉ chống Ukraine mà chống lại cả NATO, chống lại cả Mỹ đứng đằng sau bảo trợ. Như chúng ta thấy có hàng mấy chục ngàn lệnh cấm vận của Mỹ và châu Âu, nhưng có làm gì được Nga đâu. Chẳng làm gì được. Một mình Putin chống lại hết bao nhiêu cái đầu, bao nhiêu quốc gia trên
khu vực châu Âu và Mỹ như thế, không sao cả. Cho nên mới nói là một cái vị lãnh tụ có thể là giỏi nhất thế giới bây giờ. Không bao giờ họ để cho Mỹ và châu Âu là đem vũ khí tối tân đến áp sát ngay biên giới của Ukraine và Nga. Nếu điều đó xảy ra chỉ có 2 phút, 2 phút rưỡi, tên lửa Tomahawk của Mỹ và các loại tên lửa siêu thanh của Mỹ mất có 1 phút 15 giây cho đến 2 phút 30 giây là bắn vào thủ đô Moscow. Làm sao Nga để chuyện đó xảy ra? Cho nên Nga muốn hòa bình thì Nga phải gì? Đi một cái bước trước, đó là gì? Đó là đem quân đánh Ukraine để mà Ukraine không thể gia nhập vào khối NATO được. Gọi là trừ hậu họa về sau. Đó, chúng ta thấy một cái quyết định của người đứng đầu quốc gia mà sai lầm khiến cho đất nước lầm than, dân chúng ấy chết chóc. Chúng tôi đang nói một chút về cái vấn đề chính trị, xã hội, thời sự quốc tế, thế giới như thế để lấy cái minh chứng, dẫn chứng. Chúng ta thấy một cái quyết định của người đứng đầu một quốc gia nếu sai lầm thì làm cho nước mất nhà tan, vợ chồng con cái, bố mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc ly tán. Mà chiến tranh bây giờ thì nó đáng sợ lắm các quý vị. Đây mới chỉ là gì? Nga mới gọi là chỉ gọi là đánh, đánh theo cái lối đánh gọi là nhân đạo thôi nhé các vị. Nga mà đánh như kiểu Mỹ, đem máy bay tối tân, tên lửa tối tân nhất mà giải thảm, như là Mỹ giải thảm xuống Iraq, giải thảm xuống Libya. Mấy năm trước thì Ukraine chả chống được một tháng đâu các quý vị, không được một tháng. Vì không biết bao nhiêu các loại vũ khí, kho vũ khí của thời Liên Xô, thời chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mỹ cũng như NATO sản xuất ra để gì? Liên Xô lúc đó sản xuất ra vũ khí để đối chọi với cả Mỹ và NATO cơ mà, đâu có mềm nước Ukraine đâu. Đấy. Cho nên cái kho vũ khí của Liên Xô để lại phần lớn để lại cho Nga, có khi dùng bắn 10 năm bắn, cứ thế mà bắn tất cả người lính, bắn mỏi tay 10 năm chưa hết các quý vị. Mà huống chi là họ lại sản xuất ra cái mới nữa. Nhưng Nga đâu có đánh như thế. Vì phần lớn người dân Ukraine chính là gì? Là người Nga trước đây. Cho nên đánh rất là nhân văn, chọn lọc. Đánh những nơi mà có binh lính Ukraine và các cố vấn của NATO châu Âu thôi, chứ không đem giải thảm như Mỹ đâu. Mỹ là tất cả giải thảm hết, giống như chúng ta nhớ năm bảy mấy ở tại Hà Nội và Hải Phòng chúng ta, 1972, Mỹ đem bom B-52, đem máy bay B-52 và các loại bom giải thảm cứ thế chút xuống, không biết đấy là có bộ đội Việt Nam hay không có bộ Việt Nam, miễn là ở lưới dưới có gì, có dân cư là Mỹ giải thảm hết. Không chỉ đối với Việt Nam mà với rất nhiều các quốc gia trên thế giới như Iraq, như Libya, như Syria, Mỹ đều làm như vậy. Nhưng chúng ta thấy Nga không đánh như thế. Nhưng tuy Nga chưa đánh như thế, nhưng mà chỉ có bắt đầu từ tháng 2 năm 2022 đến đây, gần tròn 1.000 ngày rồi. Ít ngày nữa là tròn 2.000 ngày, gần tròn 2.000 ngày. Gần tròn 2.000 ngày. Chúng ta thấy một quyết định sai lầm khiến cho dân chúng lầm than, nước mất nhà tan. Bây giờ không còn là, đấy, tất cả những cái giới trẻ ngày xưa mà hăm hăm mở hở lên mạng xã hội bảo quyết bài Nga, đánh Nga, diệt Nga, rồi ly khai Nga. Thì xảy ra chiến tranh một cái phần lớn cái bọn đấy nó chạy trước. Nó đem vợ, đem con, đem người thân nó chạy ra nước ngoài trước rồi các quý vị. Chạy ra nước ngoài mất rồi. Hàng chục triệu dân Ukraine chạy ra nước ngoài ngay sau khi mấy ngày chiến tranh đầu tiên nổ ra. Mà những cái hội đấy là những cái hội gì? Hội anh hùng bàn phím, cào bàn phím nó chạy trước rồi. Tiền chạy trước.
Bây giờ những người dân ở lại không muốn chiến tranh, nhưng đất nước có chiến tranh thì bắt buộc phải đứng lên để đánh giặc ngoại xâm. Không muốn chiến tranh thì nó bắt đi lính. Đấy, chúng ta xem nhiều những cái bài báo nói chính phủ Ukraine bây giờ thì người ta đang đám cưới đến bắt lính. Đấy, ngày vui gia đình người ta đang đám cưới đến bắt lính, bắt cả chú rể đi lính luôn. Đấy, cao trào bắt cả chú rể đi lính. Chúng ta ngày xưa Việt Nam chúng ta chống Mỹ cứu nước thì 14, 15 tuổi xung phong đi, đi bộ đội. Cân không đủ thì cho đá thêm vào gì? Vào trong túi quần, túi áo để đủ cân để được đi lính đánh giặc. Cho nên mới có anh hùng Võ Thị Sáu. Cho nên mới có là cậu bé cái gì Nhi Đồng, cái gì Liên Lạc ấy nhỉ? À, Kim Đồng, đấy, đúng không? Rồi nhiều, rất nhiều Kim Đồng, rất nhiều Võ Thị Sáu, vân vân. Ngày xưa chúng ta là gì? Hiền, ngu, già, trẻ, gái, trai, đồng lòng, đồng sức, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng, nhà nước, và nhân dân cùng đứng lên chống giặc ngoại xâm, đòi lại cái quyền độc lập, tự chủ cho đất nước. Mà câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không có gì quý hơn độc lập tự do. Cho nên, còn Ukraine đang độc lập tự do, đang giàu có, là một trong những quốc gia đẹp nhất châu Âu rồi. Vậy mà lòng tham mà con người quyết định sai một cái là chết, khiến cho đất nước bây giờ lại tan hoang nhất châu Âu. Xem một số những clip ở trên mạng người ta thấy này. Khi mà cái bom hoặc là tên lửa của Nga mà hoặc một cuộc chiến tranh càn qua thì một cái thành phố nó cổ kính tươi đẹp mấy trăm năm, hàng nghìn năm lịch sử, không còn cái gì, như là cái bãi rác thải, tang thương, đau xót vô cùng. Cho nên tôi mới nói là trong kinh Đức Phật dạy là đấy, người đứng đầu của quốc gia quyết định sai lầm thì khiến cho dân chúng lầm than nước mất nhà tan, nó tội lỗi chồng chất. Rồi chúng ta tiến tới đây mà xem, Mỹ bầu cử đã xong, chọn được tổng thống rồi, mà ông tổng thống của Mỹ mới thì lại không thích chiến tranh, thích phát triển kinh tế, không muốn bơm tiền cho chiến tranh, mà cũng không muốn để bất cứ quốc gia nào lợi dụng mình để kiếm tiền ở nước Mỹ. Vì ông Donald Trump, ông rất là thực tế. Dân Mỹ cũng rất là thực tế các vị. Tổng thống trước đây Biden thì làm chính trị cho nên đi theo lợi ích nhóm. Còn Donald Trump thì một nhiệm kỳ tổng thống trước đây rồi, ông không gây ra cuộc chiến tranh nào trên thế giới, mà chỉ phát triển kinh tế. Mà trong lúc ông làm tổng thống thì cả thế giới đều hướng về để phát triển kinh tế. Vì Mỹ hướng đến phát triển kinh tế thì thế giới, cái đầu tàu kinh tế thế giới mà. Về chính trị, an ninh, kinh tế của thế giới là đầu tàu, cho nên cái đầu nó đi theo cái hướng nào thì nó đi theo hướng đấy. Đấy, đầu phát triển kinh tế thì thế giới hướng theo phát triển kinh tế. Thì lúc đó chúng ta thấy giai đoạn ông làm tổng thống 4 năm, từ 16 đến 20, 16, 17 đến 20 đó, thế giới nó cũng yên ổn hơn rất nhiều. Không có cuộc chiến tranh nào lớn xảy ra cả. Và ông được coi là một vị tổng thống trong suốt cả nhiệm kỳ không gây ra cuộc chiến tranh nào của Mỹ. Còn tất cả tổng thống trước đây đều, chúng ta thấy ông Obama thì hiền hiền như thế thì cũng gây ra 2-3 cuộc chiến tranh, ít đâu. Ông Biden thấy thế thôi, nhưng đấy cũng tạo ra cuộc chiến tranh gián tiếp đấy ở Trung Đông ấy chứ, đâu có đơn giản đâu. Vì ngày xưa chúng tôi đi học, các thầy ở các trường đại học, các giáo sư ở các trường đại học giảng về môn chính trị, môn xã hội, nói rằng đấy, tư bản chủ nghĩa họ làm giàu trên buôn bán vũ khí. Nếu thế giới không có chiến tranh thì các nhà sản xuất, các nhà máy sản xuất máy bay rồi súng ống bom đạn của họ
đắp chiếu à, phá sản à. Là Mỹ làm giàu trên gì? Phần lớn là làm giàu trên những cái việc buôn bán vũ khí và các loại thiết bị liên quan đấy gì, đến vũ khí, đến chiến tranh, vân vân. Cho nên đời tổng thống nào họ cũng phải tạo ra các cuộc chiến tranh, dù lớn dù nhỏ. Nhưng duy có cái nhiệm kỳ của ông Donald Trump trước là không có. Vì ông phát triển kinh tế theo kiểu khác. Vì ông xuất thân là một gì ạ? Một doanh nghiệp, một tập đoàn kinh tế ra ứng cử và được nhân dân tin tưởng bầu là tổng thống. Khác hẳn với các chính trị gia tổng thống, các đời tổng thống trước đây của Mỹ là những chính trị gia. Cho nên chúng ta thấy mà Donald Trump thì phát biểu là ông mà đắc cử tổng thống thì ông tuyên bố cái ngày nhậm chức của ông, thì cái việc mà ông làm đối với Nga Ukraine là gì? Sẽ cho dừng chiến tranh trong 24 tiếng đồng hồ. Thì còn chưa biết là ông ấy dừng bằng cách nào. Từ giờ đến ngày 20 tháng 1 năm 2025 thì ông chính thức nhậm chức, thì xem ông làm bằng cách nào. Nhưng cái này thầy nghĩ là cũng khó, ông không đơn giản đâu. Nhưng mà nếu mà muốn dừng chiến tranh thì cũng dễ thôi. Ông cắt viện trợ của Mỹ cho Ukraine một cái là chỉ trong một thời gian ngắn thôi, Ukraine tự phải đầu hàng mà. Lại quay trở về đất mẹ thôi. Là xấu mặt ai? Xấu mặt Đảng Dân Chủ của Mỹ và xấu mặt thì các nước NATO và khối EU thôi. Vì Ukraine đầu hàng có nghĩa là cái nỗi nhục của Đảng Dân Chủ Mỹ và nỗi nhục của gì? Thua trận của cả khối châu Âu EU, 30 mấy nước, 30 mấy quốc gia hợp sức. Nhưng mà gì? Để thua một quốc gia. Nhưng mà không đầu hàng không được. Vì nếu mà Donald Trump mà cắt cái viện trợ một cái, đương nhiên là hết thôi, hết sạch chành xanh luôn. Làm sao mà các quốc gia châu Âu gánh được? Không đủ lực để gánh. Vì 70% cái viện trợ cho Ukraine đánh lại Nga là gì? Là Mỹ mà. Có 30% là khối EU và châu Âu thôi. Thế 70% mà cắt đi rồi thì còn cái gì nữa các quý vị? Đánh làm sao được nữa? Tiền lương còn không có để trả cho bộ máy chính quyền, chứ đừng nói là nuôi quân đội ngoài chiến trường. Thế đương nhiên phải đầu hàng thôi. Mà thôi, mong ngày đó sớm ra cho nó thế giới được thanh bình. Mọi người lại bắt tay nhau để phát triển kinh tế. Ai thắng ai thua nó phân ra rõ ràng đi rồi. Nhưng cái nỗi đau của gì? Của ông Tổng thống Ukraine mà khi mà để thua mà đầu hàng á, lúc đó dân nó mới xử. Dân nó mới quay lại nó xử ông ấy. Nếu mà ông ấy có sống được thì không phải đi lưu vong. Nhục nhã cái đời lưu vong thì nhục lắm. Chúng ta thấy Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của chế độ Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đằng trong lúc mà thua. Dương Văn Minh phải đọc ký giấy và đọc bài gọi là tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chúng ta thấy sau đó được ra sống lưu vong ở nước ngoài. Ở đất nước thì làm Tổng thống, ra nước ngoài lưu vong thì sang Mỹ nó quay làm cái gì đâu. Nó chả quay ra cái gì cả các quý vị. Có khi gặp thằng trẻ con nó cũng chửi cho mày là cái thằng gì đó cũng phải, cũng chịu, chả dám cãi lại thằng trẻ con của nó. Nó là trẻ con, nó là người dân Mỹ. Mình có là tổng thống đi chăng nữa, có là người lưu vong, đi sống nhờ, sống chui, sống lủi, sướng gì. Đó. Cho nên chúng ta thấy là ông, tới đây chúng ta thấy cứ Ukraine mà thua đầu hàng rồi xem. Nếu ông Tổng thống Ukraine muốn được sống thì bắt buộc chỉ có duy nhất là phải đi lưu vong thôi. Hoặc là muốn sống ở trong đất nước thì chắc chắn là phải đi tù thôi. Chính người dân họ sẽ xử. Chứ không phải Nga xử đâu mà dân sẽ xử. Nga nó không xử, Nga không thèm xử. Rồi chúng ta thấy, đấy. Đấy chú ý chúng tôi nói gì? Làm vua mà quyết định sai lầm, làm người đứng đầu một quốc gia mà quyết định sai lầm thì tội lỗi vô cùng. Còn quyết định mà đúng đắn thì công đức cũng gì? Cũng vô lượng. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy này, các vị Bồ Tát lên hàng thất địa nhất, rất nhiều các vị Bồ Tát thì thị hiện làm thân gì? Thân vua. Để làm gì? Để định hướng, đưa đất nước, quốc gia, chúng sinh, tức là con người ở đất nước đó gì? Sống làm sao nó
tương ưng với chính pháp. Thiện nhiều hơn là ác, tốt nhiều hơn là xấu, xây dựng quốc gia giàu mạnh, hùng cường, vân vân, thì công đức vô lượng. Cho nên các vị cứ đọc Kinh Hoa Nghiêm mới thấy thì rất nhiều các vị Bồ Tát lên ngôi thất địa rồi, bát địa, cửu địa rồi, thập địa rồi. Các ngài thị hiện vào làm thân vua. Mà cụ thể như Việt Nam chúng ta vị thiền sư nào ở triều đại nhà Lý chúng ta biết không? Một vị thiền sư đắc đạo nổi tiếng, có thể gì? Có đại thần thông tự thân thoát hóa để nhập thai triều đại nhà Lý. Vị thiền sư nào nhớ không? Có phải không? Chắc không? Bao nhiêu phần trăm? Cha mạng làm gì? Cha mạng làm gì? Giờ cha mạng sao nhanh? Cha mạng làm sao nhanh bằng thầy được? Không nhanh bằng thầy đâu. Đó, cụ thiền sư đó ở ngay dưới Quốc Oai á, chùa dưới Quốc Oai á, ở dưới xã Sài Sơn đó. Ở chùa gì? Ở chùa thầy. Cụ thiền sư tên là gì? Cụ thiền sư Từ Đạo, Từ Đạo Hạnh. Vị thiền sư rất nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta triều đại nhà Lý, được Phật lịch sử Phật giáo Việt Nam xếp là một trong những vị thánh tăng nổi tiếng nhất của Phật giáo Việt Nam. Ngài có đại thần thông. Theo tương truyền biết là biết trước cái ngày giờ rồi các thứ rồi, ngài có thể, ngài vì muốn cho đất nước quốc gia hưng thịnh, muốn cho quốc gia không lầm than, cho nên ngài nhập thai vào thoát hóa ở trên chùa Cao, ở trên hang động Thánh Hóa. Ở đây có ai chưa đi chùa thầy thì nên đi nhé. Mà đi chùa thầy thì phải leo lên núi, vào hang động Thánh Hóa để thăm đỉnh lễ nơi ngài thiền sư Từ Đạo Hạnh thoát hóa để nhập thế, chuyển thế làm vua Lý Thần Tông. Làm vua Lý Thần Tông. Vua Lý Thần Tông cũng có công mở mang bờ cõi và đánh giặc ngoại xâm. Lý Thần Tông, trước khi chưa có vua Lý Thần Tông thì xin lỗi các vị, ở trên Hòa Bình nhà thầy ấy, một vài huyện ở Mai Châu, Đà Bắc, ăn lên trên Sơn La các thứ thì đó là một nước khác nhé. Thời đấy chưa phải là nước Việt chúng ta đâu, chưa phải là Đại Việt đâu. Mà cái quân khu vực đó là thường đem quân là quấy phá biên giới của Đại Việt chúng ta. Nhưng đến thời vua Lý Thần Tông, đích thân Lý Thần Tông đem quân đi chinh phạt 3 lần mới gì? Mới giải phóng được, mới thuần phục được. Đấy, chúng ta thấy, học về lịch sử chúng ta thấy đấy. Thế cho nên chúng ta mới thấy bây giờ ở đây có người, những cái người mà ở mạn Mai Châu, Đà Bắc, Hòa Bình, rồi Sơn La, rồi Điện Biên, thời nhà Lý chưa phải là biên giới và quốc gia Đại Việt đâu. Đấy, mà đến vào thời vua Lý Thần Tông thì mới, vì bên kia cứ đem quân đánh chứ, đem quân quấy phá đánh, thì Lý Thần Tông mới đem quân mới quét một ba trận, ba lần mới giải phóng, phóng xong. Lúc đó mới thu phục của Đại Việt. Đấy, thu phục của Đại Việt. Cho nên chúng ta thấy là cụ cũng có công rất lớn trong việc giữ yên bờ cõi, mở mang bờ cõi. Nhưng mà xin thưa các quý vị, làm một vị sư có cái khó và có cái dễ. Làm một vị thiền sư, một vị cao tăng như cụ Từ Đạo Hạnh, thiền sư Từ Đạo Hạnh có cái khó và có cái dễ. Nhưng khi làm vua Lý Thần Tông chúng ta thấy không đơn giản thế nào. Có những cái mà một vị sư không thể làm được, một vị xuất gia không thể làm được, ông vua mới làm được. Nhưng có những cái ông vua làm được nhưng mà ông sư lại, vị tăng lại không làm được. Và có những cái vị tăng làm được thì vị vua lại không làm được. Là khổ thế. Cho nên chúng ta thấy chính vì vậy mà muốn đầy đủ viên mãn công đức, trong kinh Đức Phật mới dạy là phải trải qua ba tăng kỳ kiếp.
Ba tăng kỳ kiếp, mà một A tăng kỳ kiếp, Đức Phật lấy một cái ví dụ là gì? Có một cái hoàn thiên thạch to bằng con trâu gì? Con trâu mộng, con trâu đực to nhất á, 100 năm. Một con chim bay tới đậu trên hoàn đá đó, hoàn thiên thạch đó, mà hoàn thiên thạch thì nó rất là cứng. Nó cứng cứng hơn đá bình thường chúng ta rất nhiều lần. Nó còn cứng hơn cả ngọc nữa. Ngọc đã cứng rồi nhưng mà thiên thạch nó còn cứng hơn ngọc nữa. Ấy, Đức Phật lấy cái ví dụ trong kinh Nikaya và kinh A Hàm là gì? Con chim đó 100 năm bay lên, bay đến đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi bay đi. 100 năm sau lại gì? Bay đến đậu trên hòn đá, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi bay đi. Cứ tuần tự như thế, bao giờ cái hòn đá đó gì? Mòn không còn một chút nào nữa. Đó mới gọi là một A Tăng kỳ kiếp, hay còn gọi là kiếp thạch. Mà Đức Phật Thích Ca chúng ta tinh tiến tu hành, trải qua gì? Ba A Tăng kỳ kiếp như thế mới được thành Phật. Chúng ta nay tinh tiến được bao nhiêu rồi? Thầy đi qua, thầy đi qua. Trong này thì mọi người vẫn là Phật, vẫn tụng kinh niệm Phật, cứ mầm ra. Ra ngoài bãi cỏ, áo nâu cũng có, áo lam cũng có, áo thường cũng có. Nằm tỉnh tang ở ngoài bãi cỏ đằng sau đại tượng ấy. Người thì buôn dê lê, người thì nằm gác chân chú ngũ nhìn, chữ ngũ nhìn trời đọc thơ. Không biết có đọc thơ không? Đấy. Người thì trên này vẫn tu, đi qua dưới gầm cầu thang thấy nằm cứ thế phe phẩy thế này này. Có một cái gì đó nó thoát tục lắm. Giống như là Tế Công Hòa Thượng nằm nghỉ mỗi khi mà độ được con độ được cái trường hợp nào đó, ngài nằm nghỉ, ngài dùng cái quạt ba tiêu, ngài quạt quạt phe phẩy này. Ấy, nhìn an lạc lắm. Nhưng không biết có giống Tế Công không. Tế Công thì là gọi là Hàng Long La Hán, là chuyển thế thị hiện như thế để dễ bề độ sinh. Còn mình thì tình tang quạt mát, trong khi đại chúng vẫn gì? Vẫn đang tu. Chẳng hiểu rằng từ nhà lên đây mất tiền xe buýt, mất tiền xe ôm, mất tiền xe khách. Lên đây để nằm tình, nằm tang ở bãi cỏ hay là ở gầm cầu thang hay sao? Hay lên đây để gì? Ngủ gà ngủ gật từ sáng tới giờ hay sao? Đau hết cả lòng, xót hết cả ruột. Cho một chàng pháo tay đi cho nó đỡ buồn ngủ. Nói hay thế mà lại không cho chàng pháo tay mới buồn. Chết cười. Nói chúng tim đen, nói chúng tim đen nhiều người sao mà vui thế hả? Không thật mà. Các Phật tử không tin cứ pháp hội mà xem. Pháp hội Địa Tạng này thì ít người còn đỡ. Pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm mà xem. Khoảng 10 giờ, 10 rưỡi ra cái đồi cỏ đằng sau á, áo nâu có, áo lam có, áo thường có. Áo thường thì là các cháu rồi các Phật tử, người dân họ đi chơi, đi lễ vắng cảnh á. Hoặc các thanh niên, các cụ ông, các cô, các chú, người ta chưa quy Tam Bảo, chưa tin sâu Phật Pháp á. Gọi là đi theo với người nhà, đi theo đoàn đến, người ta ở nghe mà người ta không vào. Vì người ta đã hiểu đâu, người ta chưa thâm nhập cho nên chưa hiểu, cho nên nghe mấy ông sư nói về Phật Pháp, người ta nghĩ rằng, nghe buồn ngủ quá rồi đi ra đấy ngủ. Nhưng có mấy người đấy đi ngủ thì không sao. Mình mặc áo nâu đẹp mút đi ngủ. Trong khi đó thì vẫn thời thính Pháp Văn Kinh. Buồn ơi là buồn. Có cái bài hát nào nói về cái chuyện buồn nữa không nhỉ? Hả? Có bài hát nào không? Chả nhớ đấy, quên hết rồi. Có ai thuộc không, lên đây hát một bài đấy kiểu như thế xem nào. Thay đổi không khí tí. Có không? Nói trúng tim đen một số người. Khoái chí cười khúc khích từ nãy đến giờ.
Xin thưa các quý vị, kiếp người tấn tốc thoai đưa như bóng câu có khe cửa như nhạn quá trường không. Nay sống mai mất có ai biết trước được đâu. May mắn sinh ra được thân người là do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã gieo trồng thiện căn phúc đức nhân duyên. Trong kinh A Hàm Nikaya, Đức Phật đều nói là được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp mà tin và tu được theo pháp môn nào ở trong Phật Pháp mà được giác ngộ giải thoát thì lại càng khó hơn nữa. Cho nên ở trong kinh Phật phiên âm đó tiếng Hán nói là gì? Nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ là như thế. Tức là thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Nay chúng ta may mắn gặp được thì tại sao mà không tinh tiến tu hành, cố gắng tự chiến đấu với cái con ma ngủ ở trong tâm mình, làm sao cho nó cố gắng tỉnh thức để cố gắng mà nghe lấy 10 câu, không lọt tai 10 thì cũng lọt 5 lọt 7, để làm tư lương hành trang, làm kim chỉ nam cho con đường tu hành nhập đạo cầu thoát ly sinh tử của mình. Đừng có để cho uổng phí qua kiếp người. Nói mát như thế không biết có biết đau không? Thật mà. Nói rất mát, rất gì nghe, rất vào tai, nhưng không biết có biết đau không? Hả? Các cụ, các Phật tử có biết đau không? Nhà cháu thì đau hết ở trong lòng. Nhìn thấy các cụ, một số các cụ, các Phật tử ngủ từ sáng đến giờ mà nhà cháu cứ buồn rười rượi, nói chẳng muốn ra lời, mà từ sáng đến giờ nó cứ thế, nó cứ tuôn ra. Thế mới đau chứ. Thôi vui vui chút cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Và đấy, đấy tất cả những cái đấy là gì? Là nước, là đồ dẫn để bắt đầu bây giờ mới đun vào cái thuốc này này. Đây mới là thuốc này. Lúc này là gì? Là củi, là nước, là son, là nồi để chuẩn bị. Bây giờ mới chính thức nghe gì? Cho thuốc vào để đun này. Đun về chứng minh về những câu chuyện về nhân quả của lương vũ đế. À, tất cả những lúc đấy là lúc là củi, lúc thì nồi, lúc để son, lúc thì vung để chuẩn bị để đun thuốc cho chúng ta uống nhé. A Di Đà Phật. Uống hay không là quyền của chúng ta. Đấy, những câu chuyện nói về gì? Ly Kỳ nói về nhân quả ba đời của vua Lương Vũ Đế. Câu chuyện thầy đọc nguyên văn, không có sợ dạo này họ hay bình phẩm trái chiều nhiều lắm. Nói là cái sư ông, cái ông Thịnh ở chùa Khai Nguyên đang nói nhăng, nói cuội, nói vớ, nói vẩn, nói thêu, nói dệt, nói gì? Ăn không, nói có, sự ABC rồi khổ ra. Nghe này, thầy đọc nguyên văn này, các cụ ai mà ngủ thì tranh thủ ngủ 2-3 giây đi rồi thức dậy mà nghe này. Không thì nói thật đấy, cố gắng thức dậy mà nghe cho mà chẳng có tay thật to vào để gọi mọi người dậy. To nữa vào. Đó, thế là hết ngủ nhá. Đấy, hết ngủ nghe. Từ sáng tới lúc này, lúc nãy ngủ thì được, nhưng bây giờ cho đến lúc nghỉ thì đừng có ngủ nữa. Nghe này, nghe mà biết sợ này. Nghe để mà biết tin nhân quả, nghe để mà biết tu tâm dưỡng tính, thời thời luyện học đạo chi bằng sớm tối chuyên nè. Xưa kia có một ngôi chùa, trong chùa phân thành hai khu đông và tây riêng biệt. Tức là khu vực thì ở phía gì? Phía đông, và khu vực thì ở phía tây. Sau này chùa Khai Nguyên chúng ta cũng để phân ra phía đông thì chữ Tăng, còn phía tây thì chữ gì? Chữ Ni. Còn đông của phía đông thì dành cho các Phật, Phật tử. Đấy, sau này là cái khu nhà Pháp hội á, thì các Phật tử ở lại để thầy chuẩn bị khoảng những người mà đăng ký ở lại tu lâu ngày á, thì có khoảng cho khoảng độ 300 Phật tử yên tâm á, cứ 5 người một cái giường mét 2, thoải mái mà ở. À xin lỗi, nhầm.
Mỗi người một cái giường mét hai. Các vị thấy không? Thầy có thể đi làm, đi học, đi làm hài được không? Đi diễn hài được chưa? Đâu có phải nhầm đâu. Nói thế thì chúng ta tỉnh ngủ tí. Đấy. Mỗi người một cái giường mét hai. Làm sẵn rồi, gần xong rồi, yên tâm từ giờ đến Tết là... hoặc qua Tết chút xíu là xong. Được khoảng đó cho 200-300 Phật tử ở lại, những người đăng ký ở lại thường xuyên. Tu tập á, thì sẽ không phải ở với chúng, sẽ có một cái giường ngủ riêng của mình. Còn những người mà lên dự khóa tu như thế này, yên tâm các vị có 2.000 chỗ ngủ, mặc dù là ngủ chung 5 người một giường thật. Nhưng mà một giường gì? 5 mét. Yên tâm mỗi người 1 mét. Các cụ, các Phật tử cứ yên tâm, sẽ không phải ngủ đất nữa. Đấy, công lao của các Phật tử, bà con nhân dân hết đấy. Thầy Thịnh Trường là người chấp mối lương duyên cho chúng ta để bớt khổ, để tu hành. Bây giờ mà khổ quá các vị cũng bỏ chạy hết, nó khổ lắm. Ở nhà nó sung sướng, nó quen rồi, bây giờ khổ quá. Lên ngủ đất thì nó gì? Nó lạnh, nó đau lưng, nó ốm. Nhưng dù sao các cụ cũng hơn chục năm nay vẫn duy trì và giữ được. Không ai bỏ thầy Thịnh mà ra đi vì khó, vì khổ thì... cũng xứng đáng một tràng pháo tay đã. Và chúng ta thấy, đấy, thầy đang nói về cái chùa gì? Trong khu chùa phân ở phía Đông và phía Tây. Đấy, giải thích cái từ đấy, lấy thêm chữ đó cho chúng ta nghe, chúng ta, gì? Chúng ta đỡ thấy nó cứng, nó khô. Trước phòng phía Đông có một quan run đất, sớm tối nghe được kinh kệ thiên tính linh thông, đúng canh năm hàng ngày run đất đều cất tiếng kêu. Trụ trì cũng theo đó mà gọi chúng đệ tử dạy tụng kinh niệm Phật. Cái này thầy hơi nghi nghi. Vì sao mà nghi? Các vị biết là thầy nghi cái gì không? Run thì làm sao biết kêu, đúng không? Có ai thấy run kêu bao giờ chưa nhỉ? Tôi thì chưa nghe thấy tiếng run nó kêu. Mặc dù tôi là người nông dân. Run nó kêu thế nào? Quả thật với các vị, đây là lần đầu tiên thầy đọc thấy nghe tiếng run kêu. Mà thầy là tiếng run nó kêu. Thì thầy mới nghĩ thế này này. Đây là chắc là cách của người dịch thôi. Cái người dịch từ tiếng Hán. Về câu chuyện này là câu chuyện được viết ở trong gì? Ở bên Trung Quốc và tiếng Hán, nói với Lương Vũ Đế tiếng Hán. Mà từ run ở đây á, có thể là người dịch ngày xưa chúng ta, cái người Việt chúng ta mà. Như con run, con dế. Hiểu chưa? Đấy, như là con run, con dế. Đấy, con run, con dế. Thì cho nên có thể đây là cái người dịch này này, là họ, cái xứ của họ, cái nơi của họ dịch là cái từ con run, con dế đó. Cho nên họ dịch từ cái từ đó, họ dịch thành con gì? Con run. Thầy hơi nghi, nhưng không biết có phải không, đây là nghi của thầy thôi. Chứ còn con dế thì thường là gì? Nó hay gì? Cái gì đấy? Cái tiếng kêu của nó. Hay là con dế nó hay kêu là gì? Có phải con dế nó kêu thế không? Con dế nó kêu thế nào? Nó cứ kêu cái gì, nó hót hót cái gì đấy. Ai nghe từ con dế kêu chưa? Con dế kêu thì thầy nghĩ rằng nhiều người nghe rồi. Nhưng mà con dế kêu mà ó ó ó là có phải không? Đấy là con gì? Thầy tưởng là các cụ, các Phật tử học Phật quên hết đấy là con gà rồi. Tưởng vẫn bảo là con dế thì chết toi. Đấy. Xin thưa các vị, thì theo thầy ấy, thì thầy nghĩ rằng đây là con dế thì đúng hơn. Vì tiếng kêu của nó vào mỗi lúc sáng sớm vào sáng sớm thì con dế nó kêu thì đúng hơn. Nó kêu đúng vào cái khoảng giờ đó. Bây giờ chùa Khai Nguyên chúng ta là 3:30 là gì? Báo thức. Mọi người đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân để đúng 4 giờ là lên khóa lễ buổi.
buổi sáng đấy, thì vào canh ba, cuối canh ba đầu canh tư thì là vào gì, là con tầm đấy là chư tăng thường là đến giờ chư tăng lên khóa lễ. Cho nên ngày xưa này thì đã có chuông đồng hồ báo thức đâu, từ thời nhà Lương, Vũ Lương, Vũ Đế mà hơn nghìn năm, từ thế kỷ thứ năm sau công nguyên cơ mà. Xong cái thời đó năm 544 là vua Lương còn sai quân sang gì, sang đánh Lý Bôn Lý Bí của nhà của Đại Việt chúng ta cơ mà, của Vạn Xuân chúng ta cơ mà. Cho nên đấy, thời đó làm gì đã có đồng hồ. Cho nên đó, tiếng dế nó kêu vào cái giờ đó, con dế ở gì, ở gần cái phòng ngủ của chư tăng đó, nó kêu. Vì con dế đó thì thường ngày nghe kinh, nghe sư phụ giảng, cho nên con dế đó gì thường tu tập, và cũng đến giờ đó là nó gáy, nó kêu đó. Thì mọi người nghe thấy tiếng dế kêu tức là đã đến giờ để dậy tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật rồi đấy. Thì cho nên ở đây thầy mới thấy nghi nghi, thì nói như vậy không biết có đúng hay không, cứ giống như con tôm và con tép ấy cãi nhau ấy. Ở quê của thầy á, ở trong Lương Sơn đấy, Kim Bôi, Hòa Bình, con tôm là con tôm, con tép là con tép. Con tôm có con tôm to và có con tôm nhỏ. Con tôm nhỏ thì là con tôm gạo hay là con tôm cáo, gọi là thôm cạo. Cái con thôm cạo với con thôm cáng. Con thôm cáng, con thôm cáng. Tiếng Mường là con thôm cáng, con thôm cạo, con thôm cáng. Thì là tức là con tôm gì? Con tôm to và con tôm nhỏ. Con tôm nhỏ thì gọi là con tôm cáo. Con tôm càng là con tôm gì? Con tôm to, tôm lớn bình thường đấy. Đấy, còn con tôm biển, tôm to đấy thì quê thì gọi con tôm hùm. Đấy, nó to. Đấy, con tôm hùm. Đây, cũng giải thích thêm như thế. Còn con tép á, là những con tép như con cá bầu bầu, bụng đỏ và nhiều các loại cá nó nhỏ nhỏ xíu xíu á, mà không thể đặt được hết tên của nó. Vì chúng ta có làm sao mà đặt hết được tên các loại cá nó nhỏ xíu xíu ở dưới sông đâu. Không thể đặt hết tên được, không thể biết hết là đặt hết tên được. Còn tất cả những cái loại nhỏ với nhau như thế, người ta đi đánh về những con to, ví dụ cá chép, cá rô, cá diếc, cá quả, cá chấm, cá trôi, họ lọc ra rồi. Còn cái đống đó gọi những gì? Những con tép, là những con cá nhỏ. Thì cho nên thầy với ngày xưa nghe câu chuyện ở trong bộ đội, mấy chú bộ đội ở quê Mạn Hải Dương với lại cái gì Hưng Yên, Hải Dương, Hưng Yên với các chú ở dưới Mạn Thái Bình với các thứ gì đó cãi nhau, con tôm và con tép thì không bên nào thua bên nào cả. Gọi cả tiểu đội trưởng ra để phân thì tiểu đội trưởng cũng không phân được, cũng không bảo quê tôi con tôm là con tôm, con tép là con tép. Thì bên này bảo con tép là những con này, chỉ vào con tôm và đây là con tép. Bên kia bảo không, con tép là những con kia, con này không, không bên nào chịu bên nào. Thì đấy là gì? Cái văn hóa vùng miền, cách gọi khác nhau mà thôi. Xin thưa các quý vị, cho nên ở đây con dế, thầy nghĩ là con dế nó hot đây thì đúng hơn, nhưng như run như dế mà, như con run, con dế, con run dế, cho nên họ dịch luôn là con run. Nhưng quả thật là ai nghe run run kêu, run hót bao giờ chưa thì thầy không biết, nhưng thầy thì chưa nghe bao giờ. Quá thật như thế. Không biết ở đây ai, những ai nghe run kêu bao giờ chưa, giơ tay để xem nào. Có không ạ? Đâu? Ai run kêu ạ? Vâng, mời cụ lên đây thầy phỏng vấn một chút, thầy thấy lạ. Hôm nay thầy thấy người có người bảo run kêu. Vâng, mời cụ lên đây. Đây, chuẩn bị cái mic để thầy hỏi phỏng vấn luôn, con run nó kêu. Và cái này tôi sẽ hỏi lên các nhà khoa học Việt Nam xem con run nó kêu như thế nào. Vâng, mời cụ lên đây. A Di Đà Phật, con đi lần đầu tiên con được gặp thầy, mừng quá. Không biết có phải nghe run kêu không hay là muốn lên gần thầy đây. đây rồi. Vâng, cụ nghe run kêu như thế nào, cụ tả cho thầy nghe. Cụ nghe bao giờ, nghe khoảng thời gian nào và nghe tiếng con run nó kêu như thế nào. Nói, quay xuống nói cho đại chúng cùng nghe. Dạ thưa thầy. Và con thưa với toàn bộ các Phật giáo là con run nó kêu ti ti mà nhỏ lắm, mà cái kêu vào cái mùa mà về mùa chuẩn bị mùa tới đây này, nó kêu rất nhiều, nó kêu ti ti nhưng mà rất là nhiều con nó kêu.
Quần réo nó kêu thì to hơn nhưng nó khác. Nhưng con giun nó bé thế là dài. Thế nhưng nó kêu cứ ti 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 này. Nhưng mà rất nhiều con kêu ạ. Nhiều con nó kêu lắm. Ừ, đấy, con giun là chính xác rồi. Con nghe nhiều lần rồi. Từ cái hồi con... Thế cụ có thấy giun kêu chưa? À, không nhìn thấy nhưng mà các cụ nói lại là toàn giun nó kêu để bố con bảo thế. Bố con bảo là giun nó kêu đấy. Không, thầy hỏi là đích thân cụ đã nhìn thấy và nghe thấy con giun kêu bao giờ chưa hay là chỉ nghe à, người ta nói thôi? Nghe người ta nói và chỗ rất nhiều giun mà giun nó kêu thật dễ con nghe mà giun cũng kêu đúng sự thật ạ. Và đã bao nhiêu năm nay rồi chứ ti, còn... Ti, ti, ti. Vâng, nó cứ kêu ti 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 đấy ạ. À, con dế thì nó kêu hơi be be nhưng con giun nó kêu ti ti thật ạ. Cái này quả thật là khó đối với thầy các Phật tử ạ. Thưa thầy là có ạ. Ngày mai á là ngày vâng cảm ơn cụ Phật tử. Cụ ở đâu? Cụ con ở Thái Bình. Cụ ở Thái Bình. Con là Nguyễn Thị Phương mà ở Đền Na Vân ấy. À, Thái Bình đấy rồi thì quê cụ Quan Tôm Quan Tép thế nào cụ nói luôn chứ. À thưa. Thì nói luôn. Báo cáo với toàn bộ đại chúng là con tôm nó to, còn con tép thì nhỏ. À. Đấy quê con là con tép nó bé bé tí tí này, con tôm nó to lắm. À, vâng, con tép nó nhỏ. Đấy. Có ai ở Hải Dương với ở Hưng Yên lên để đối chất cho nó có đúng không? Ngày xưa các chú bộ đội ở Hưng Yên và Hải Dương và ở Thái Bình là cãi nhau con tôm con tép và cảm ơn cụ. Con à. Thôi nói vui vẻ thôi, xin thưa các cụ các Phật tử, đấy là cái gì, cái văn hóa vùng miền thôi, cũng giống như Việt Nam chúng ta đấy, miền Nam thì gọi cái bát, miền Bắc gọi cái bát nhưng miền Nam gọi là cái chén ấy. Đấy, còn miền Bắc chúng ta gọi cái chén thì miền Nam gọi là cái ly ấy. Đấy, đấy đó là cái văn hóa vùng miền, tên gọi khác nhau nhưng nó là một. Thì cái này thì thôi nó cũng gọi nói chuyện vui vậy thôi. Nhưng mà cái tiếng từ hôm nay là lần đầu tiên thầy đọc thấy nghe thấy tiếng giun kêu. Và lại được một Phật tử ở Thái Bình gọi là tiếng giun kêu nó ti 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 ti. Ti 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 ti. Tất cả con giun nó cứ kêu ti ti như thế. Ngày mai thầy có cuộc họp với rất nhiều các giáo sư, các tiến sĩ, các nhà khoa học ở tại chùa Quán Sứ. Thầy sẽ hỏi các cụ, các giáo sư, các tiến sĩ xem có biết là quả thật là từ bé thì hôm nay thầy đọc thế thầy giật mình. Mới thấy là giun kêu mà mình chưa biết là giun kêu thế nào. Nay được một cụ Phật tử cho là tiếng giun kêu ti ti. Thì hỏi cụ đã thấy, đã nghe trực tiếp chưa? Cụ bảo chỉ nghe các cụ nói như thế. Nghe nói như thế thì thầy cũng chưa chắc. Vì ở dưới đó là có giun nhưng mà xin thưa các vị là có thể là những ở dưới đó con côn trùng nhỏ, những con dế mèn nhỏ nhỏ, con dế nhỏ nhỏ ấy, nó kêu. Thì có thể chúng ta lại nhầm đấy con giun kêu. Nhưng thực sự là cái này thầy không biết nhá. Cái gì thầy không biết là thầy nói thật là thầy không biết. Xin lỗi các Phật tử đấy. Có nhiều cái chúng ta trong thế gian nó chưa biết được. Bao giờ thành Phật Bồ Tát rồi mới biết. Thế quả thật là bây giờ thì còn là phàm phu tăng thì chưa thấy nghe hay biết thì... Quả thật cái này mai tôi đi hỏi các giáo sư và các tiến sĩ, qua là mai là gần 100 cụ cơ. Họp thầy dự cuộc họp thì hỏi các cụ xem. Thầy nghĩ rằng chưa chắc các cụ giáo sư, nhiều cụ cũng biết cái này, chưa biết cái này. Và những cái nhà về nghiên cứu về côn trùng học các gì đó có thể họ biết được. Có thể thầy sẽ viết một lá thư thầy hỏi xem. Thì thôi. Thì ở đây họ biết là con giun nó kêu. Thì thôi thì mình cứ đọc để giun vậy đã nha. À, còn nó là con giun hay con dế thì hồi sau sẽ đó. Đây thì ở đây vì người ta viết là giun cho nên là bây giờ mình sửa là dế thì phạm cái bản quyền, vi phạm bản quyền tác giả là cũng không được. Đọc tiếp nha. Thôi dừng lại cái chuyện giun dế nha, giun hay dế nha. Nhưng mà thầy đưa ra một cái mối nghi như thế để chúng ta cùng thấy là học Phật là đôi khi chúng ta không hiểu thì chúng ta phải đưa ra câu hỏi. Nhưng không có ai để hỏi thì chịu bó tay. Bạch Đức Thế Tôn là giun hay dế kêu? Thì Đức Thế Tôn cũng không trả lời ở đây được. Đức Thế Tôn bảo những gì ta nói, ta đã nói hết trên 2.600 năm trước rồi. Các con muốn hiểu cứ vào đó mà tìm mà xem. Đấy. Thế thì phải đi học, đi tìm, đi xem thôi. Rồi, tiếp. Chủ trì khu phòng phía Tây, thấy các huynh đệ phía Đông mỗi ngày đều thức dậy đúng lúc canh năm để bái Phật tụng kinh, nên gọi các đệ tử của mình lại trách mắng.
Sao mọi người không học cách huynh đệ khu phòng phía đông tu hành tinh tiến, canh năm mỗi ngày đều dạy bãi Phật tụng kinh, cứ tham ăn tham ngủ. Như vậy có còn là người tu tập nữa hay không? Đấy, có một số các thầy trách mắng các vị như thế. Một hôm đệ tử khu phòng phía Tây đi hỏi đệ tử khu phòng phía Đông, các huynh bên này thật là tinh tiến, canh năm mỗi ngày đều lạy Phật tụng kinh. Các huynh làm sao để ngày nào cũng dậy sớm đúng giờ như vậy được? Tức là một số các thầy ở khu phòng phía Đông ấy, thấy các thầy phía Tây, thấy các thầy phía Đông, khu vực phía Đông dậy đúng giờ và lên tu tập đúng giờ cho nên không bị thầy quở mắng. Còn các thầy phía Tây thì nhiều thầy là ngủ quên không, cho nên thỉnh thoảng bị thầy quở mắng. Cho nên mấy thầy phía Tây mới sang hỏi cái thầy phía Đông. Đấy, làm sao mà các thầy tinh tiến cứ dậy đúng giờ thế? Còn anh em huynh đệ của tôi bên này cũng muốn dậy nhưng mà không dậy đúng giờ được, cho nên là cứ thỉnh thoảng lại bị sư phụ gì quở phạt, trách mắng, và mắng là đi tu như thế thì làm sao mà tu được, cho nên cũng thấy phiền lắm. Đệ tử khu phòng phía Đông đáp: trước đây chúng tôi người nào người nấy cũng đều ham ăn ham ngủ như các sư huynh ở bên khu phòng phía Tây đó. Các thầy bên phòng phía Đông nói như thế. Tuy nhiên kể từ khi phía trước pháp đường chúng tôi xuất hiện một con giun đất, đấy, thầy nói cứ phải viết đọc nguyên văn nhé, xuất hiện một con giun đất, hàng ngày cứ đúng canh năm là cất tiếng kêu ti 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 ti. Còn tiếng ti ti là thầy đọc vào. À, xin lỗi các Phật tử, tiếng ti ti là thầy mới học được lúc nãy thầy đọc vào thôi. Chết cười rồi. Thôi không vui vui thế tí cho nó. Ở đây người ta chỉ nói tiếng run đất kêu thôi, nhưng cái tiếng ti ti là thầy thêm vào vì cụ lúc đấy cụ Phật tử ở Thái Bình kêu là tiếng nó kêu ti ti, cho nên thầy phải thêm hai tiếng ti ti vào. Tuy nhiên kể từ khi phía trước pháp đường chúng tôi xuất hiện một con run đất, hàng ngày cứ canh năm là cất tiếng kêu gọi, sư phụ của chúng tôi cứ nghe thấy tiếng run kêu liền gọi chúng tôi dậy để lễ Phật tụng kinh. Đệ tử khu phòng phía Tây nghe xong trong lòng dấy lên tâm đố kỵ đối với đồng môn và sinh lòng oán hận con run đất. Vì sao? Vì tại các thầy ở phía kia dậy đúng giờ cho nên không bị thầy trụ trì quở trách phạt. Còn chúng tôi thì thường xuyên bị thầy quở trách phạt và sinh lòng oán giận con giun đất. Tại con giun đất nó kêu đúng giờ cho nên các thầy quản chúng ở phòng khu vực phía Đông mới gì mới nghe, mới đi gọi các thầy lên tụng kinh đúng giờ. Còn con bên phòng phía Tây không có con giun đất nó kêu, cho nên các thầy quản chúng và các thầy bên phía Tây là không nghe thấy gì, cho nên không dạy tụng kinh đúng giờ. Vì vậy mà thường xuyên bị sư phụ quở trách mắng và phạt, thậm chí là nói cho nhiều nữa, cho nên là sinh tâm oán giận. Chính vì vậy cho nên một hôm vị quản chúng ở vị trụ trì, vị sư quản chúng ở phía vị trụ trì và vị quản chúng ở phía Đông đi vắng, đệ tử ở khu phòng phía Tây đun một nồi nước sôi. Sân si với cả con run đấy các quý vị. Đệ tử ở phòng phía Tây đun một nồi nước sôi, thừa lúc thầy trò ở phòng phía Đông đi vắng, liền khênh nồi nước sôi qua đó đổ vào hang run. Run cũng vì thế mà chết bỏng. Ngày hôm sau, thầy trò khu phòng phía Đông không nghe thấy tiếng run kêu. Mọi người đi tìm, thấy Jun đã chết nên vào bẩm với thầy trụ trì. Thầy trụ trì ra xem,
Thấy vậy liền đọc kinh siêu độ cho Jun được siêu thoát. Jun được sư trụ trì và đại chúng cầu siêu nên chuyển sinh được thân người. Nghe nhá, đây là câu chuyện được ghi ở trong thì tục tạng kinh nhé. Không phải là ai bịa ra, dám bịa ra cái này. Jun được sư trụ trì và đại chúng siêu độ nên được chuyển sinh được thân người là một người tiều phu tốt bụng. Tiều phu tức là gì? Người làm nghề đốn củi, nông dân làm nghề đốn gì? Đốn củi giống như thầy ngày xưa vậy. Thầy ngày xưa cũng là tiểu phu đây. Tiểu phu chính hãng đây. Phúc mỏng nghiệp dày chướng sâu tuệ cạn. Khổ lắm. Cho nên bây giờ mới niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Nhìn thấy thế giới này nó oan oan tương báo rồi. Nó gọi là hận thù, vay trả trả vay rồi. Có nợ thì đòi, có oán thì trả thì báo, vân vân. Cho nên ở lại thế giới này không sớm thì muộn, chúng ta cũng quây quần ở trong lục đạo luân hồi mà thôi. Vì vậy mà đấy, sợ rằng uổng đi kiếp người. Tuy được thân người nhưng tuổi trẻ thì tiểu phu nông dân chân đất mắt toét là gì? Chính hãng luôn. Bao nhiêu cái khó, cái khổ đều phải trải qua hết rồi các quý vị. Cho nên, đời nay kiếp này gặp được Phật Pháp, gặp được Pháp môn tịnh độ, một lòng, một dạ chí thành, chí kính, phát nguyện bao nhiêu những việc tốt, việc lành, nếu có làm được chút nào đều hồi hướng cầu sinh Tây Phương tịnh độ. Nếu chưa được tự do, tự tại, vãng sinh thì đới nghiệp vãng sinh cũng được. Chưa được vào cửu phẩm liên hoa thì biên địa Tây Phương cực lạc cũng gì, cũng vui. Vì Tây Phương cực lạc biên địa thì Ngài Tịnh Không Hòa Thượng Lão Pháp Sư giảng trong tịnh độ Đại Kinh Giải nói là gì? Cũng như trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao nói là 500 năm sau cũng sẽ được nhập vào hạ phẩm hạ sinh. Hoặc là thậm chí là nhập vào cả các phẩm của bậc trung nữa, cho đến thậm chí là một hai phẩm của thượng bậc thượng nữa. Do đó là gì? Ở biên địa Tây Phương cực lạc cũng còn dễ tu, và tu còn dễ đắc. 500 năm sau sẽ được nhập phẩm, dự vào cửu phẩm liên hoa, chính thức làm thiện thượng thiện nhân của cõi Tây Phương cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Còn hơn là ở thế giới cõi trời cõi người, hơn là ở cõi trời đâu xuất. Cõi trời đâu xuất hưởng vui khoái lạc mà không vào được nội viện Bồ Tát Di Lặc thì đọa lạc cũng như thường, giống như ngài vô trước thế thân và cái gì giác. Tự nhiên đã quên đấy, thấy chưa? Đấy, đầu óc mới có 50 tuổi thôi. Cái gì giác ấy? Hả? Giảng mấy lần, giảng đi, giảng lại đấy. Nhưng mà đấy, đầu óc tự nhiên nó có cái già một cái, tóc nó bạc một cái là nó đã quên rồi đấy. Khổ. Mới tóc bạc chuyển từ đen sang bạc thôi mà đã quên nhanh như thế. Đấy. Ý nói xin thưa các quý vị, lên cung trời đâu xuất mà không vào được nội viện, ở ngoài ngoại viện thì cũng rất dễ bị cảnh thiên tiên vui vẻ nó lôi cuốn làm cho mình đọa lạc vậy. Chẳng nói gì ở cõi trời, ngay cõi người chúng ta này thôi. Lúc có khổ sở thì có thể chúng ta còn gì? Còn chăm đến chùa, chăm lễ Phật, chăm tụng kinh, chăm làm thiện. Khi mà giàu sang phú quý vinh hiển, có kẻ đua người đoán nhà lầu xe hơi, một cái tiền tiêu như nước thì dần dần xa rời thầy tổ, xa rời chùa chiền, xa rời các bạn đồng tu, thường lui tới những nơi gọi là cung son điện ngọc,
những nơi gọi là nhà hàng 5 sao, 7 sao để ăn uống tiệc tùng. Một bữa có thể tốn hàng vài chục triệu, vài trăm triệu, thậm chí hàng gì, cả hàng tỷ đồng với nhau. Cho nên, thời gian để nghiên tầm Phật điển, chuyên trì Phật lý, tu tâm dưỡng tính, ngày đêm sáng tối lễ bái tụng kinh ngồi thiền niệm Phật như thuở Hàn Vi trước đây, tự nhiên thấy xa vời lắm rồi. Bạn vừa gọi đi chơi, đi nhậu, đi đàn ca múa hát, tiệc tùng tài tử thì bận đến đâu cũng thu xếp được. Bạn mà rủ đi chùa thính Pháp, tham dự khóa tu Pháp hội thì ôi tôi bận lắm. Đấy, cho nên nghèo khó khổ khổ một chút thì còn lo tu và còn tu được. Giàu sang phú quý vinh hiển lên cao thì lại lo kiếm tiền, lo hưởng thụ, lo gìn giữ, khó tu lắm. Cho nên ngay cõi nhân gian chúng ta thôi các quý vị còn khó, huống chi là sinh lên cõi trời, nhìn thấy cái cảnh vui sắc đẹp của chúng chư thiên, chư tiên nữ, chư thiên tử, thiên nữ vui chơi đàn ca múa hát, nhảy múa tiệc tùng linh đình như thế. Tâm chúng ta làm gì đã được an trụ vào trong cái định gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ đâu, không vô biên xứ đâu, sắc vô biên xứ đâu, vô sở hữu xứ đâu. Cho nên rất dễ bị lôi cuốn. Ngay tại thế gian chúng ta còn chưa làm chủ được mình, huống chi là ở trên cõi chư thiên. Cho nên trong kinh A-di-đà Huân Tu, cái bài phát nguyện, các tổ ngày xưa mới dạy chúng ta gì? Con thì chỉ cầu phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng cầu phúc báo nhân thiên trời người, không cầu. Chỉ cầu cái quả vị vô thượng Bồ Đề, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Mà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc tức là một đời thành, thành Phật. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy chúng ta thấy, cho dù có phúc như con giun đất, nhờ nghe Phật Pháp mà cứ vào lúc đầu canh năm nó khoảng 3 giờ 3 rưỡi sáng của Việt Nam chúng ta ấy. Bên Trung Quốc ấy, họ gọi tiếng canh như thế, là dịch ra giờ Việt Nam chúng ta khoảng 3 giờ 3 rưỡi 4 giờ sáng ấy. Thì con giun đất lại gì, lại kêu để đánh thức các sư ở khu phòng phía đông của bản tự đó, của tự viện đó, để các sư dạy tu. Biết đến giờ đó dạy tu, cho nên nó dạy đúng giờ không bị thầy trụ trì quở mắng. Còn dạy không đúng giờ cứ ngủ suốt thì thỉnh thoảng thầy trụ trì sẽ đi một vòng và quở thôi. Các vị thấy thầy hiền hiền như thế này thôi, nhiều Phật tử nghe thầy giảng qua mạng, nhìn thấy trên tòa giảng tưởng thầy là ông Bụt, không phải đâu. Lắm lúc thầy cũng đóng là vai hộ pháp đấy. Nhiều khi thỉnh thoảng thầy cầm cái roi đi qua phòng tăng, đến giờ lên chùa rồi mà mọi người lên chùa khoảng 15-20-30 phút là tiếng rồi, vào vẫn thấy nằm, thầy hỏi có ốm, ốm hay sao, không trả lời được, phệt cho mấy roi ngay. Không chỉ bên tăng đâu mà bên ni thầy cũng phệt, phệt cho 2-3 lần đi vòng được phệt cho mấy roi rồi. Nếu mà chỉ phệt bên tăng và bên ni mà không phệt thì bảo là thầy lại chiều bên ni, cũng không được. Người làm thầy đôi khi các quý vị đó khó lắm, cho nên cũng phải công bằng. Đi bên tăng đốc thúc động viên lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba mà vẫn cứ ngủ gật không lên chùa tụng kinh niệm Phật, mà thỉnh thoảng mà thầy đi qua thì cầm cái roi cũng phệt cho vài roi. Bên ni lúc đầu chỉ bảo thôi, nhưng mà bảo thì các vị nghĩ là nhờn, ôi thầy thương bên ni chắc thầy không dùng roi đâu. Cho nên thầy chỉ mắng, thầy mắng lại nghe chắp tay A-di-đà Phật tí, thầy từ bi xong lại thôi mà. Ấy, nghe thấy cái tin kháo nhau như thế, cho nên bố đi bố phệt cho một lần.
mấy sư cô, mấy sư bác phệt cho một lần kêu oai oái lên. Tất nhiên là đánh thì đánh vào chân thôi, đánh vào cái bắp chân, cái roi nó mềm mềm giống như gì bố mẹ ngày xưa đánh thôi, đánh con thôi. Chứ còn nếu mà vác dao vác gậy đi mà đập gãy xương hay là rách thịt nó thì nó kiện cho chết toi. Bây giờ nó thế đấy. Ngày xưa thì nói là gì, bố mẹ thì thương con thì cho roi cho vọt, ghét thì mới cho vọt cho bùi, cho ngọt cho bùi, thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Nhưng bây giờ xã hội bây giờ nó thay đổi nhiều rồi. Đấy, nó quay nó đưa lên cái clip mà cái bố mẹ đánh con nó cũng đeo đưa lên mạng cho thì cũng chết. Chứ đừng nói là thầy đánh trò nữa. Nhưng mà cũng không phải thế mà không dạy. Nếu không dạy thì sau này nó thành quỷ hết, chứ nó không thành tăng, không thành sư đâu các quý vị, không thành thầy đâu. Bây giờ còn thầy còn tổ mà các vị còn không tinh tiến, không tu hành, còn trẻ mà không tinh tiến tu hành thì sau này làm được cái gì? Không chịu học, không chịu tu, không chịu học thì không có kiến thức để dạy cho hậu thế tín đồ Phật tử và hậu thế sau này. Không chịu tu thì không có đạo đức, không có uy để bảo người ta quy phục mình được. Cho nên vừa phải học vừa phải tu. Học là lấy cái kiến thức, lấy kinh nghiệm. Còn tu là có gì? Có uy, có lực, có đức, có giới để hộ trì khiến cho người ta gì? Người ta kính, người ta nể, người ta tin, người ta sợ, người ta theo. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, các vị ở phòng phía Tây, trở lại câu chuyện trong này, các vị phòng phía Tây thấy các vị ở phòng phía Đông dậy đúng giờ, nghe kể thì bảo là do gì? Do nghe con run nó kêu mà đúng giờ mà dậy được, tu tập tinh tiến. Phía Tây không có, cho nên mấy thầy phía Tây là gì? Nghe như vậy mới vừa hận con run. Tại các ông, tại cứ kêu cho nên các vị bên kia mới dậy đúng giờ, không bị quở còn cứ làm cho chúng tôi để thầy sư phụ trụ trì cứ so sánh mãi giữa các thầy ở phía Đông và phía Tây. Thầy thì luôn khen các thầy phía Đông tinh tiến tu hành đúng giờ. Vì sao? Vì nhờ con run đất nó kêu các thầy mới thức dậy mới biết. Còn chúng tôi ở bên này thì man mát ngủ ngon nó biết quái đâu là giờ giấc. Cho nên là thôi thì bực mình quá thì đem là gì? Nghĩ ra cái trò là gì? Hận con run đất cho nên đun một nồi nước sôi. Một hôm thầy trụ trì và mấy thầy quản chúng ở phía Đông đi vắng cho nên lén thì mang nồi nước sôi ra đổ vào cái khu vực cái hang con run đất, khiến con run đất bị gì? Bị chết. Và đến sáng sớm hôm sau thầy trụ trì và các thầy quản chúng, các thầy phía Đông chẳng nghe thấy con run nó kêu ti 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 nữa. Hôm nay có người nổi ở trên mạng xã hội đó, cụ Phật tử ở Thái Bình lên chùa lần đầu mà được lên đây lại được phát hiện ra là con run kêu ti ti, cho nên là nay lên là nổi đấy, lên lần đầu thế là nổi, nhân duyên phết đó. Đó, sau khi mà con run đó thì chết đó, thì nhờ vào cái công đức nghe kinh và đánh thức các sư ở khu phòng ở phía Đông của tự viện, cho nên sau khi chết được sinh lại làm người. Nhưng mà do mới chỉ nghe pháp và có một chút công đức từ kiếp xúc sinh mà được lên làm người, làm tiểu phu thôi á, chứ chưa được làm gì, làm người giàu sang phú quý vinh hiển, mà mới sinh làm người tiểu phu, tức là sinh vào nơi biên địa rừng núi làm người tiểu phu, giống ý như tôi ngày xưa vậy. Tôi ngày xưa cũng là tiểu phu, biết là cái khổ người tiểu phu như thế nào. Nhưng được cái là gì? Làm tiểu phu, nhưng mà tiểu phu tốt gì? Tốt bụng. Nghe tiếp này. Hàng ngày vào rừng đốn củi kiếm sống qua ngày. Còn đệ tử phòng phía Tây vì phạm tội sát sinh, giết chết con run nên tổn phúc. Cho nên sau khi xả bỏ báo thân, hưởng hết thọ mạng, xả bỏ báo thân, sinh làm thân quan, con khỉ, nhưng vẫn tin vào Phật Pháp. Chúng ta thấy không? Con run tu thì được thành con người. Còn vị tăng ở phía phòng phía gì? Phía Tây của tự viện
vì tức tối con giun cho nên đun nồi nước sôi đem đổ giết con giun. Thì khi xả bỏ báo thân lại trở thành thân súc sinh làm con khỉ. Nhưng may mắn do cái nhân duyên gì tu tập ở trong tự viện nhiều năm cả đời, cho nên tuy làm thân khỉ nhưng mà khỉ vẫn gì, vẫn mến mộ Phật pháp. Đây là chuyện nhân quả được ghi chép lại ở trong gì, Tục Tạng Kinh. Nhớ nhé. Một hôm tiều phu vào núi kiếm củi, thấy một ngôi chùa bị hoang phế. Thế ngôi chùa nó bị đổ nát ở trong rừng á. Ngày xưa Trung Quốc họ thường hay làm chùa ở trong gì, trong rừng, trong núi, nhưng mà chắc không có sư trụ trì lâu năm nó mới hỏng, nó thành cái chùa hoang rồi. Nóc chùa đã hỏng, chỉ còn 3 pho tượng Phật lộ thiên, tức là chùa đã cháy rồi, chắc còn mỗi 3 pho tượng Phật, chắc tượng bằng đá thì mới còn như thế. Tiểu phu sợ mưa gió làm hỏng tượng Phật nên về nhà mua đồ đến trùng tu lại mái chùa, tức là đem sửa lại cái, làm lại cái mái chùa xấu xấu tốt tốt gì đó. Đây là công đức làm chùa đấy nhá, nghe nhá. Nhờ công đức nghe pháp mà được làm tiểu phu, nhờ công đức gì tu sửa chùa chiền làm người tốt, người tiểu phu tốt bụng mà kiếp sau được làm gì, làm vua Lương Vũ Đế đấy. Lại một lần khác, trên đường vào rừng kiếm củi, tiểu phu thấy 7 vị tú tài muốn qua khe suối mà không thể qua được. Tức là 7 vị tú tài, tức là 7 vị thí sinh đi học, đi thi đó, muốn qua khe suối, nhưng mà các vị đó thì nhà nho mà, thư sinh mà, chân yếu tay mềm, chỉ có học tri thức thôi, cho nên là không thể vượt qua suối được. Thì vị tiểu phu vội vàng vác 7 hòn đá đặt qua con suối, con khe đó để cho các vị tú tài kia bước qua. Sơn thần thổ địa chứng kiến việc đó, dâng sớ dâng lên triều đình. Trần gian có người tiểu phu lương thiện, tu sửa điện thờ Phật, làm cầu thất tinh, tức là bắc 7 hòn đá cho người ta qua sông đó, cho các vị nho sinh kia qua sông đó, cho nên gọi là làm cầu thất tinh. Công đức to lớn, tức là sơn thần thổ địa chứng kiến cái việc đó, nhìn thấy vị tiểu phu đi sửa lại mái chùa hỏng lâu ở trong núi, và bắc cái 7 hòn đá mà sơn thần tâu lên với thượng đế là gì, có vị tiểu phu lương thiện tu sửa tam bảo điện Phật và làm cầu thất tinh, công đức to lớn. Tiểu phu mỗi ngày lên rừng đốn củi, luôn tiện tay hái hoa rừng rồi ghé vào chùa dâng cúng Phật. Cứ lên rừng thì lại hái hoa trên rừng rồi ghé vào trong cái chùa có 3 pho tượng Phật đó mà ông ấy sửa lại đó, chùa trong núi sâu á, vì ít người lễ bái, không có người lễ bái nó mới hoang phế như thế. Cho nên duy nhất chỉ có ông ấy sửa lại, và ông gọi sửa cái mái đơn giản thôi. Thì bắt đầu là ông đi rừng đi củi, thì ông lại lấy hoa trên rừng xuống ông cúng Phật. Gần khu chùa hoang cũng có một con khỉ, mà con khỉ này chính là hậu thân của ông sư ở lầu ở phía tây của ngôi cổ tự trước kia. Ngày ngày cầm hoa mang đến cúng Phật, mỗi lần thấy trong bình có hoa nó liền lấy ra vứt đi, thay hoa của mình vào trong bình rồi rời đi. Chúng ta thấy không? Đấy, cái kiểu nó là cái gọi là cái tập khí mà. Con khỉ tức là tiền thân là vị sư ở lầu phía tây của ngôi tự viện kia, ở kiếp này thì làm khỉ, nhưng mà do cái tâm vẫn hướng Phật, cúng Phật, cho nên con khỉ làm khỉ nhưng mà vẫn gì, đem hoa đến để cúng Phật. Nhưng đến thấy cái hoa lại bỏ cái hoa trong bình của cái ông tiểu phu kia đi, lại thay hoa của mình vào đó. Đấy, đây là cái diễn biến cái câu chuyện như thế. Tiểu phu sau khi kiếm củi xong quay về, thấy hoa mình cắm trong bình thường bị ai đó bỏ đi mà thay bằng hoa khác, trong lòng nghi hoặc. Nơi rừng sâu núi thẳm không có ai lai vãng, vậy hoa này ở đâu ra?
Tức là trong nơi rừng sâu núi thẳm, ít người qua lại nơi đây, không người ở Lai Vãng, không có người qua lại nơi đây. Vậy thì hoa ở đâu ra? Hoa của mình thì lại được thay, bỏ ra ngoài mà thay hoa mới vào, hoa khác vào. Tiều phu đem củi về nhà, sáng sớm hôm sau quay lại trong núi, đem hoa mới thay vào trong bình, xong xuôi đâu vào đó, rồi ẩn vào một chỗ quan sát, tức là ẩn vào một chỗ khuất để quan sát. Một lúc sau, tiều phu thấy một con khỉ tay cầm bó hoa đi đến. Nó vào trong điện Phật, đem hoa trong bình của tiều phu bỏ đi, rồi cắm hoa của nó vào đó. Đây là đích thực là bắt quả tang rồi nhé. Đấy. Tiều phu chứng kiến mọi việc liền to tiếng quát: "Này! Con khỉ kia! Sao lại bỏ hoa của tôi đi?" Có phải thế không? Có thể tương tự, đúng không? Tiều phu chứng kiến mọi việc liền to tiếng quát. Khỉ thấy vậy quay đầu bỏ chạy, tiều phu liền đuổi theo. Khỉ sợ quá chui vào một hốc đá trên tảng đá lớn. Tiều phu thấy vậy tức quá liền lấy đá gì? Bịt lại. Nhân quả nhá. Cho nên sau này cái vị con khỉ kia sau này chính là vị viên đại tướng quân mà nhốt gì? Nhốt Lương Vũ Đế cho đến chết đói đó. Nhân quả đấy. Đáng sợ lắm các quý vị. Khỉ kẹt không ra được nên chết đói bên trong. Đây chính là nhân quả báo ứng của đời trước của hai người gây nên. Vì sao? Đời trước gì? Ông sư ở lầu phía Tây, phòng phía Tây giết con giun, đổ nước vào giết chết con giun. Con giun được làm người do tu tập Phật Pháp đánh thức chư Tăng vào mỗi buổi sáng, cho nên có chút công đức được làm người, làm tiểu phu. Còn vị sư ở phòng phía Tây của ngôi tự viện kia vì tổn phúc, mất phúc cho nên đọa làm thân xúc sinh, làm con khỉ. Cho nên kiếp này con khỉ thì báo oán, con giun báo oán. Nhân quả mà tự nhiên lúc đó nó nhìn thấy là nó ghét, không thích. Đem hoa của tôi vứt đi à, con khỉ này bố láo thật. Cho nên đuổi. Đuổi thì con khỉ vội quá, sợ quá mới thấy một cái hốc đá, chạy vào, chui vào trong cái hốc đá đó. Và ông tiểu phu không ấy được, cho nên đã thế thì ông lấy đá, ông chèn ở cửa hang lại cho mày chết. Và quả thật cái hang đó có một lối ra duy nhất, và con khỉ không ra được, và phải chết đói, chết khát ở trong đấy. Đấy là nhân quả bắt đầu gì? Oan oan tương báo từ kiếp con giun với ông thầy ở căn phòng phía Tây của ngôi tự viện, cho đến bây giờ là ông tiểu phu, kiếp thứ hai là tiểu phu và con khỉ. Nghe tiếp này, nghe có hiểu không? Có hay không? Hay hả? Cái chuyện nhân quả. Ô, gần hết giờ rồi à? Chưa nhỉ? Hôm nay nói nhiều mà lại thấy lâu hết. Hôm qua nói ít lại thấy hết nhanh. Cái đồng hồ này nó chạy thế nào? Hôm thì nhanh, hôm thì chậm.